chào tất cả các bạn. Mình là Dưa Hấu. Và ngày hôm nay thì Dưa Hấu đã được trở lại với Vegan Lovers và sẽ dẫn tất cả các bạn đến một cái cửa hàng để nói về tiêu đề ngày hôm nay là mục tiêu hay là bia bắn. Như tất cả chúng ta cũng biết là mục tiêu bắn hay là bia bắn để dành cho những cái người mà có sở thích khác nhau. Những cái người shooter thì có những cái mục tiêu họ đặt ra khác nhau. Tùy theo những cái người mà ví dụ như những cái bạn mà dùng súng trường chẳng hạn, hoặc là những cái bạn mà tập bắn để kê lên những cái địch khác, hoặc là kê lên một cái bàn để tập bắn, thì các bạn thường là muốn huấn luyện cho mình, tập cho mình mà bắn chính xác một cái hồng tâm, thì chúng ta sẽ mua những cái bia hoặc là những cái mục tiêu bắn để cái hồng tâm nó nhỏ để tập cái độ chính xác hơn. Và những cái bạn mà mới tập bắn súng thì chúng ta có thể mua những cái mục tiêu mà có cái hồng tâm, hoặc là những cái về cái bia nó to hơn để mà tập nó dễ dàng hơn. Các bạn đã sẵn sàng theo Dưa Hấu đến giới thiệu về những cái mục tiêu khác nhau chưa ạ? Đây là cái section của chúng ta ngày hôm nay. Ở đây, những cái này là những cái mục tiêu bằng giấy. Như các bạn cũng biết, cái này đó chỉ là một cái tờ giấy thôi, nhưng mà nó in ra những cái điểm khác nhau để các bạn có thể chọn lựa. Đó, có thể đặt cho mình là tập bắn làm sao trúng cái hồng tâm này, hoặc là những cái điểm khác nhau trên một cái tờ giấy. Vì đây là một cái tờ giấy mà, cho nên là các bạn phải lấy cái ghim ghim lên tường hoặc là lên gỗ. Cái này cũng là tờ giấy này. Cái này cũng là một cái loại giấy khác nữa. Và đây, cao cấp hơn về cái loại giấy thì nó là một cái hình nhân. Nó cũng là giấy. Bạn có thể tập gắn lên trên tường và tập bắn như thế. Nó có những cái điểm đây để chúng ta có thể tập bắn và thi đấu với nhau chẳng hạn. Đấy. Và qua về cái giấy thì chúng ta có cái phần tốt hơn nữa và dễ dàng hơn nữa, thì chúng ta có thể mua những cái loại mà nó có thể gắn, nó độ có cái độ dính sẵn để chúng ta mua và nó dính sẵn lên, ta bóp mà có thể dính sẵn lên được rất là dễ dàng, thay vì là chúng ta phải ghim thì đấy, chúng ta có thể bóc ra và dán vào. Những cái này nó có những cái tròn khác nhau. Bạn có thể ví dụ gắn trên cái điểm này một, điểm kia khác, một cái điểm khác nữa để mà tập bắn những cái mục tiêu khác nhau. Rất là dễ. Cao cấp hơn nữa thì chúng ta có thể mua những cái mục tiêu mà những cái hình con thú như thế này. Và với quan điểm của Dưa Hấu thì là những cái người văn minh, chúng ta nên tập làm sao khi chúng ta bắn những cái con thú này một cách nhanh nhất để hạ gục nó, để cho nó bớt đau đớn, thì chúng ta mua những cái hình như thế này, ví dụ như là con sóc chẳng hạn, những cái súng hơi mà các bạn tập bắn sóc, thì làm sao tập bắn đúng vào cái điểm để hạ gục nó nhanh nhất có thể. Một cái khác nữa là ở đây rất là hay. Chúng ta mua cái hình này là cái hình của con turkey, là con cá tây. Các bạn có thấy trên này là có những cái điểm lỗ nhỏ nhỏ không? Cái này chính là đạn của shotgun. Đó. Người Mỹ rất là thích đi bắn cái con turkey bằng shotgun thì nó rất dễ dàng, bắn một phát là cả một chùm. Nó ra luôn một chùm, và cái này là theo đúng cái size thật ở đầu của con turkey. Đó, đúng cái size thật luôn. Và giống như lúc đầu thì Dưa Hấu có nói đến là những cái bạn mà đặt ra cho mình những cái gọi là self control, là tập ra tập luyện cho mình một cái độ chính xác, thì sẽ chọn những cái bia như thế này. Nó có cái độ hồng tâm rất là nhỏ để chúng ta dán vào và tập ở một cái cự ly xa,
hoặc là một cái cự ly nào đó mà các bạn muốn tập luyện cho bản thân của mình. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Thời gian chỉ có hạn, cho nên là Dưa Hấu đã cố gắng để mà giới thiệu tất cả những cái mục tiêu, những cái bia khác nhau với những cái lựa chọn khác nhau để cho những cái bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về cái chủ đề này. Và dĩ nhiên, nhân bất tập đoàn, nếu như chúng tôi làm những cái video mà cần thêm về những cái kiến thức mà bạn nào mà anh chị nào mà biết về cái này hoặc là tức là những cái chủ đề khác thì có thể comment ở dưới khích lệ cho chúng tôi, cũng như là cho chúng tôi biết là quý vị muốn chúng tôi làm những cái video kế tiếp về những cái chủ đề gì, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mà làm phục vụ cho quý vị. Và đương nhiên tất cả các bạn hãy cố gắng, hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách chia sẻ, ấn nút like và subscribe để cho chúng tôi có được sự khích lệ trực tiếp đến từ các bạn để mà làm những cái video kế tiếp chất lượng hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.